Xin chào mọi người nha. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa nè. Sáng có làm cái video quay về lúc sáng nha. Giấc trưa này hoa rất là đẹp ha. Thỏ hương nè. Chùm 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 luôn nè. Đa phúc ha. Phúc nở rộ thì rất là đẹp á. Nó cái thỏ hương nè, nó rực lên nè. Quá sức căng màu nó đậm á. Này cây đa phúc á. Anh em xem. Rực rỡ á. Hoa nó cũng tròn á. Nở tổng lực thì không có bị, nói chung là hoa đẹp á. Cây đa phúc nè. Này ghép gốc tứ quý. Ghép được mấy con năm á. Hoa bự. Đa phúc à, ghép thành ra gốc tứ quý á, nó rất là đều á. Nó một năm một là chơi Tết được nè. Rực rỡ luôn ha. Rất là mạnh á. Bông nữa nè, chùm 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 luôn á. Bốn ngón tay đẹp quá. Này cây thủ đức ha, cái cốc tứ quý nè, nó vàng ươm hết trơn nha. Rất giống xưa giờ đó. Rất là đẹp á. Đây thủ đức nữa nè. Tư quý à. Cây thọ hương á, cánh thẳng, thọ hương ghép gốc mai vàng á. Hoa rất đẹp á, cánh thẳng,
phút ha. Phút gốc tứ quý, màu hoa nó đậm, cánh hoa nó đẹp. Hiện tại là 12 giờ trưa, nắng rất là gắt ha. Hoa rất là đẹp. Cũng hình ba hình ba rabon á, chứ không có bị bạc gì bật ha. Lúc mà mấy cây gốc nhớt á, hoặc là mấy cây non mùa ghép mà trổ bông gió, cái bông không có đẹp á, nó bị lận lận, giờ rất là đẹp. Nhìn nói chung nhìn nó cũng xem như Thủ Đức ha, xem như Thủ Đức mà bông nó bự hơn Thủ Đức ha, nó bự mà nó trổ đều hơn ha. Màu vàng của nó thì màu lợt hơn Thủ Đức, màu sáng hơn ha. Đức nè, cái Phú Tân rồi ha, Thủ Đức nè, Thủ Đức cái gốc tứ quý á, 5-6 năm rồi đó, bông bự bự không. Phú Tân, cánh tròn khít, bông đẹp. Cái Phú Tân, là xem cái Phú Tân này. Phú Tân gốc tứ quý nè, này chinh thẳng ngoài nắng luôn á, hoa nó tròn dễ thương lắm, tròn như cái đồng tiền nhé, lên nụ khủng khiếp luôn á. Tầng chùm luôn á, quá nhiều bông này. Chùm luôn. Ta xem cái Thủ Đức ha, gốc nhớt nè. Quá sức luôn á. Bông bự bự không à. Bông bự không á, nở rất là đều. Nở đều quá. Mai năm thứ 9 nè, 9 năm. Ta xem cây thọ hương á. Quá đẹp, một cục á. Quá sức luôn. Rất là thơm á. Cục luôn nè.
cục luôn á. Vàng ươm hết trơn. Cái này cái gốc mai vàng mà màu rất là đậm á. Đậm hơn cả Phú Tân nữa. Màu đậm á. Cánh hoa thẳng thớm đẹp. Quá đẹp á. Có cây này chơi xứng đáng á. Thỏ hương à. Cây cúc quả cầu vậy nè, nó đảo cái bông ra chùm chùm như kiểu như dạng thọ nha, nghe xem dạng thọ nè, nó nè chùm chùm luôn ha. Dạng thọ quá đã. Cái bông sáng rực ha. Chùm 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 luôn, quá đã. Anh em xem. Nó đeo đặc hết trơn á. Đeo nùi nùi luôn á. Quá sức rồi. Số lượng cánh nó rớt quá sức luôn. Mấy cái bình định nè, trổ đặt rớt luôn á, quá sức luôn nè. Cái cây này bông đẹp á, màu vàng chanh này, vàng chanh á. Còn bên đây màu vàng đồng á. Này vàng chanh. Không thấy nhánh luôn. Chùm 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 luôn á.
hoa đẹp màu đậm á. Hoa rất đẹp á. Cây này cây nha, dạo cánh xoắn nè, hoa rất đẹp á, màu vàng đậm, hoa xoắn xoắn cánh nó xoắn 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 luôn ha, đọt ra đỏ đẹp á. Bông bự màu đậm, nhị rất là nhiều quá, này nhị nhiều dữ lắm, nhiều nói chùm 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 luôn nha. Chùm chùm luôn á. Trong này là cái cây mai xoắn á, cành nhánh uốn lượn á. Hoa to. Nút nụ quá, khủng khiếp chà. Nùi 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 luôn á. Quá đã. Xoắn á, quá dữ à. Thế là dòng mai đọt đỏ, đỏ như huyết vậy nè, đã dữ lắm. Gọt đỏ, dòng này chê lá à, nhiều huyết vậy. Lá non ra nhiều huyết nha. Đỏ đậm. Này cũng đỏ. Đỏ không dữ. Này, nhiều huyết vậy. Đỏ đậm luôn ha. Đây nè, nó tím rệm luôn nè. Đó mà đã tím luôn ha. Tím rệm luôn. Đây là cái cây nhị cam. Nhị màu cam. Không bự lắm, cánh dày à. Đã lắm. Quá dữ à. Chùm 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 luôn. Giống kiểu giáo thằng Châu vậy. Nụ nó lừ khư hết rồi. Không bị chán luôn à. Đây là mấy cây đại lộc á, đại lộc chuẩn bông nè, bông bành bành không á, đại lộc á, bông nè, nuôi cùi cùi ra, thấy chừng lên bông nè, khủng khiếp chưa? Thời gian chơi để lá cây mạnh nè, nuôi cùi cùi thôi nè, lên bông nè. Bông.
Đức à, quá đẹp ha. À, thọ hương, à, Đa Phúc, à, Thủ Đức ha. À. Phú Tân, à, Thọ Hương, à, cây à, cúc lai, à, cây quả cầu nè, à, quá đã. Dạng thọ ha, chùm luôn á. Còn đây là cây Đa Phúc, cái gốc mai vàng á, 80 hoành, cái gốc lớn á, bung rất là đẹp á, cánh thẳng, đấy, quá đẹp á. Bông ngày thứ hai của nó nè, quá đẹp á, nhìn nguyên cây bông bự quá. Mai Đa Phúc à. Quá đẹp á, bự. Dòm xa cực trà, dòm gòn bông đẹp á. Lớn phòng rất đẹp. Này cây Thủ Đức á, Thủ Đức già nè, không à, bự bự không à. Thủ Đức bên đó một rất đẹp, không thử không à. Thủ Đức à. Có cây cúc VIP nè, tổ bông nè, cúc VIP bông rất là đẹp á, ghép gốc già, ghép già mùa bông á, nên cũng nhiều nè, VIP á, bông rất đẹp á. Dạng chơi bonsai ghép ít ít thôi, thu sản ít ít thôi. VIP à, quá đẹp. Vung lớp lên luôn. Cây mai xoắn á, xoắn lùng lùng thanh nè, như khô
con vịt nha. Nghệ thuật ha. Hơi xoắn à. Hơi xoắn nữa nè. Xoắn nghệ thuật ha. Cái này cái máy xoắn à. Đầu tiên của vườn của ông chú Minh ở Lách Bến Tre, từ cái này mới đẻ ra rất là nhiều quá, ghép mười mấy năm rồi, cốt ghép à, nó chữ cái à, mày xoắn gốc tứ quý à, cái đế như ngọn núi nha. Thổ đức gốc tứ quý à, cái đa phúc người ta xem à, ông bự bự không à, bự bự không à, ghép mấy chục năm ạ. Trắng bạch mai tân tân nè. Hoa rất là đẹp á, dòng này rất là dễ nuôi á. Ghép được một năm nè. Dễ nuôi dữ lắm. Nụ đặt kẹo luôn á, nụ dữ lắm, nụ trắng tinh luôn á, rất là đẹp, bạch mai tân tân à. Đây là cây cúc hương Bến Tre, hương Bến Tre hoặc là cúc Thanh Long, cúc Tâm Phúc á, một cái giống cúc nó có tới ba cái tên á, hoa màu đậm á, màu hoa đậm, tổng quan thì nhìn đẹp á, chi tiết á, nhìn xem chi tiết hoa, nó có râu râu.
hoa màu đậm. Này cây thủ đức ha, để quái à. Hoa đẹp. Này hoa thủ đức ha. Đó. Lùng liền. Góc như ngọn núi nha, như cục đá da nó xù xì lên, như cục đá nha, bông rất là đẹp. Đây, cây dẻo nhung á, của cây đa phúc á, đa phúc và dẻo nhung, bông bự chán luôn á, gốc mày vàng khủng bố gốc mày lắm á. Siêu phẩm mà lớn dữ lắm, lớn đa phúc à, gốc rất là lớn à. Cái cây siêu bông Sài Gòn á, siêu bông Thành phố Hồ Chí Minh gì nè, này nắng cũng khá là gắt á, bông cánh hoa nó mỏng quá, trời nắng cái nó tớp lại trần. Dòng này chỉ chuyên trong mát thôi ha. Nhưng mà so với thủ đức, so với đa phúc á, thì nó không có cánh hoa không có cứng á. Cánh hoa này giống như cánh hoa của dạo Bến Tre vậy, mỏng á. Cánh hoa nó mỏng quá đi. Mình là chim ngoài nắng á, bông vẫn đẹp á. Siêu bông à. Đây là dẻo nhung á, quá đẹp luôn, ngoài nắng à. Hoa chân thẳng ngoài nắng nè à. Cánh hoa dày vậy, dày đẹp. Bông bự á, dẻo nhung không á, bông bự chán à, bông bự á, dẻo nhung nữa nè, hoành chán luôn, dẻo nhung nữa, dẻo nhung luôn, bông bự bự không á. Giờ chiều luôn ha, nắng rất là gắt á. Những cây bình định nè, vàng ươm luôn ha, cục cục luôn nè. Cây hữu đức á, nắng rất là gắt luôn. Phú Tân nè, hữu đức luôn ha. Họ hương nè, hương nè, cánh hoa trên ngoài nắng nó vẫn đẹp á. Quá, chứ ngoài nắng vẫn đẹp á. Cỏ hương Thủ Đức á,
1 giờ rồi. Này, anh em xem đến đây thì đây, mình giăng nắng rất là nhiều quá. Đó, nắng dữ lắm nắng à. Này, đây là những cái khoảnh khắc nè, đẹp rồi ha. Anh em xem thì cho mình một nút đăng ký, một yêu thích đó. Đó, nắng rất là gắt. Quả cầu quá. Đẹp á, đẹp từ khi nở tới khi tàn luôn á, quả cầu quá đẹp á. Thở hương vậy á, nó đẹp á, từ khi nở tới khi tàn luôn á. Thank you.